Nguyên Đức trân trọng kính chào quý khán thính giả người Việt khắp nơi. Kính thưa quý vị, đến nay đã gần nửa thế kỷ, sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, Ngài và Cộng sản Hà Nội với sự giúp sức của Nga và Tàu Cộng đã cử chiến thành công một miền Nam tự do dân chủ. Ngày đó, trên những chiếc thuyền mỏng manh, những chiếc lá trên đại dương băng mình trên biển Đông, chở những người đã bất kể sinh mạng và tương lai sẽ đi về đâu, rời bỏ quê cha đất tổ vì không chấp nhận thế giới cộng sản. Như thời điểm năm 1954, khi mà hàng triệu người đã bỏ nhà cửa ruộng vườn ở miền Bắc, lúc mà đất nước Việt Nam bị chia đôi từ những năm 17, với miền Bắc thế giới người cộng sản và miền Nam trong thể chế tự do dân chủ. Những hình ảnh không in ra được là bài viết với bút tiểu tử kể lại những hình ảnh mà đài truyền hình Pháp đã ghi lại được tại bến tàu, khi mà người người tìm cách lên tàu để mong đào thoát khỏi Việt Nam trong ngày mà Cộng sản Hà Nội cưỡng chiếm được miền Nam. Nội dung bài viết như sau. Những hình ảnh không in ra được. Tôi không có đi di tản hồi những ngày cuối tháng 4 năm 1975, nên không biết cảnh di tản Sài Gòn ra làm sao. Mãi đến sau này, khi đã định cư ở Pháp, nhờ xem truyền hình mới biết. Sau đây là vài cảnh đã làm tôi xúc động, xin kể lại để cùng chia sẻ. Chuyện 1. Ở bến đào, người ta bồng bế nhau, tay sách, nách mang, kêu réo nhau ầm ĩ, hớt hơ hớt hải chạy về phía chiếc cầu thang dẫn lên bon một chiếc tàu cao nghèo nghèo. Cầu thang này người xô đẩy, chen lẫn nhau, kêu gọi nhau, gây gỗ nhau, ồn ào. Trên một tàu cũng đầy người lố nhố, dành nhau chồm lên bé tàu để gọi người nhà còn kẹt dưới bến, miệng la, tai vơ, ra dấu, chỉ trỏ, cũng ồn ào như dòng người ở trên cầu thang. Giữa cầu thang, một bà già, máy quay phim zoom ngay bà nên nhìn thấy rõ. Bà mặc quần đen, áo túi trắng, đầu cột căng rằng, không mang bao bì gì hết. Bà đang bò nặng nhọc lên từng đất thang. Bà không giao giác nhìn trước ngó sau hay có cử chỉ tìm kiếm ai. Có nghĩa là bà già đó đi một mình. Phía sau bà thiên hạ dồn lên, bị cản trở nên la ó. Thấy vậy, một thanh niên tự động lòn lưng dưới người bà già cõng bà lên, xốc vài cái cho thăng bằng rồi trèo tiếp. Chuyện chỉ có vậy, nhưng sao hình ảnh đó nó cứ đeo theo tôi từ bao nhiêu năm qua, để tôi cứ phải thắc mắc. Bà già đó sợ gì mà phải di tản chứ? Con cháu bà đâu mà để cho bà đi một mình chứ? Rồi cuộc đời của bà trong chuỗi ngày còn lại trên xứ định cư sẽ ra sao? Còn cậu thanh niên đã làm cử chỉ đẹp, quá đẹp, bây giờ ở đâu? Tôi muốn gửi đến người đó cái lời cảm ơn chân thành của tôi, bởi vì anh ta đã cho tôi thấy cái tình người trên quê hương tôi nó vẫn là như vậy đó, cho dù ở trong hoàn cảnh xô bồ hỗn loạn như những ngày cuối cùng của tháng 4 1975. Chuyện này, cũng trên chiếc cầu thang dẫn lên tàu, một người đàn ông tay ôm bao đồ to trước ngực, cõng bà già tóc bạc phếu lấp phất bay theo từng cơn gió sông. Bà già ốm nhom, mặc quần đen, áo bà ba màu cốt trầu, tay trái ôm cổ người đàn ông, tay mặt cầm cái nón lá. Bà nép cái má trái lên vai người đàn ông, mặt quay ra ngoài về phía máy quay phim. Nhờ máy zoom vào bà nên nhìn rõ nét mặt rất bình thản của bà, trái ngược hẳn với sự thất thanh sợ hãi ở chung quanh. Lên gần đến bon tàu, bóng bà già vuột tay làm rơi cái nón lá. Bà chồm người ra, hốt hoảng nhìn theo cái nón đang lộn qua trao lại trước khi mất hút về phía dưới. Rồi bà bật khóc thảm thiết. Bà già đó chắc đã quyết định bỏ hết để ra đi, yên chí ra đi, bởi vì bà mang theo một vật mà bà xem là quý giá nhất, bởi nó quá gần gũi với cuộc đời của bà. Cái nón lá. Đến khi mất nó, có lẽ bà mới cảm nhận được rằng bà thật sự mất tất cả. Cái nón lá đã chứa đựng cả bầu trời quê hương của bà, thì hỏi sao mà bà không xót xa đau khổ chứ? Nghĩ như vậy nên tôi thấy thương bà già vô cùng. Tôi hy vọng về sau trên xứ sở tạm dung, bà mua được một cái nón lá để mỗi lần đội lên
mà sống lại với vài ba kỷ niệm nào đó ở một góc trời nào đó của quê hương. Chuyện ba, cũng trong bến tàu này, trong luồng người đi dưới chạy, người đàn bà trẻ mang hai cái xác ở trên vai, tay bồng một đứa nhỏ, chắc đuối sức nên cô ta quỳ xuống. Thiên Hạ quay đầu nhìn, nhưng vẫn hối hả đi qua, còn tránh xa cô như là tránh một chướng ngại vật nguy hiểm. Trong sự ồn ào hỗn tạp đó, bỗng nghe tiếng được tiếng bất của người đàn bà vừa khóc la vừa làm cử chỉ cầu cứu. Đứa nhỏ trong tay cô ta ôm nhôm, đầu chờ giờ, mắt sâu hõm, đang lả người về một bên, tay chân sụi lơ. Người mẹ, chắc là người mẹ, bởi vì chỉ có người mẹ mới ôm đứa con quặt quẹo xấu xí như vậy để đi cùng di tản. Và chỉ có người mẹ mới bất chấp cái nhìn bàng quan của Thiên Hạ mà khóc than thống thiết như vậy. Người mẹ đã quýnh quán ngước nhìn lên luồng người, tiếp tục gian lại cầu xin. Bỗng có hai thanh niên mang ba lô đi tới, nhìn thấy họ dừng lại khom xuống hỏi, rồi họ ngồi thụp xuống. Một anh rờ đầu rờ tay dẹp mắt đứa nhỏ, họ nói gì với nhau rồi nói gì với người đàn bà. Thấy cô ta trao đứa bé cho một anh thanh niên, anh đeo bồng đứa nhỏ úp vào ngực mình rồi vén áo đưa lưng đứa nhỏ cho anh kia xem. Thằng nhỏ ốm đến nỗi cái xương sống lòi lên một đường dài. Anh thứ hai đã lấy trong túi ra chai dầu từ lúc nào, bắt đầu thoa dầu rồi cạo gió bằng miếng thẻ bài của quân đội. Thiên Hạ vẫn rần rần hối hả đi qua. Hai thanh niên nhìn về hướng cái cầu thang có gì hốt hoảng, họ quay qua người đàn bà nói gì đó rồi đứng lên bồng đứa nhỏ vừa chạy về phía cầu thang vừa cạo gió. Người mẹ cố sức đứng lên, siêu siêu quỵ xuống, vừa khóc vừa đưa tay vẫy về hướng đứa con. Một anh lính Mỹ chợt đi qua dừng lại nhìn, rồi như hiểu ra vội vã chạy lại đỡ người mẹ, bồng xốc lên đi nhanh lên theo hai chàng thanh niên. Cây súng anh mang chéo trên lưng lắc la lắc lư theo từng nhịp bước. Viết lại chuyện này, mặc dù đã hơn 30 năm, nhưng tôi vẫn cầu nguyện cho mẹ con thằng nhỏ được tai qua nạn khỏi, cầu nguyện cho hai thanh niên có một cuộc sống an vui tương xứng với nghĩa cử cao đẹp mà anh đã làm. Và dĩ nhiên bây giờ tôi nhìn thấy anh lính Mỹ với cái nhìn có thiện cảm. Chuyện 4, cũng trên bến tàu, cầu thang đã được kéo lên. Trên tàu đầy người, ồn ào, dưới bến vẫn còn đầy người và cũng ồn ào. Ở dưới, nó dói lên, ở trên, nó vọng xuống. Và vì thấy tàu sắp rời bến nên càng quýnh quán, tranh nhau, vừa ra dấu, vừa la lớn. Mạnh ai nấy la, không nghe được cái gì rõ rệt hết. Máy quay phim zoom vào một người đàn ông đứng tuổi, đang hướng lên trên ra dấu nói gì đó. Bên cạnh ông, là một thằng nhỏ có 9-10 tuổi, nép vào chân của ông, mặt mày ngơ ngác. Một lúc sau, người đàn ông chắp tay, hướng lên trên xá xá nhiều lần, như là gian lại người trên tàu. Gương mặt sạm nắng của ông có vẻ rất là thành khẩn. Bỗng trên tàu, thòng xuống một sợi dây thần cỡ nửa cường tay, đầu dây đông đưa. Mấy người bên dưới tranh nhau chụp, người đàn ông nắm được, mỉm cười sung sướng, vỗ giả cột ngang eo ếch thằng nhỏ. Xong, ông đưa tay ra dấu cho ở bên trên. Thằng nhỏ được từ từ kéo lên, toàn tem dọc theo ông ta. Nó không la, không khóc, hai tay nắm chặt sợi dây, ráng nghiêng người qua bên để cúi đầu nhìn xuống. Người đàn ông ngước nhìn theo, đưa tay ra dấu như muốn nói, đi đi, đi đi. Rồi mặt ông bỗng nhăn nhúm lại, ông úp mặt vào hai tay, khóc ngất. Bây giờ tôi đoán ông ta là cha của thằng nhỏ đang tọt đen trên kia. Không có tiếng còi tàu hụ buồn thê thiết khi lìa bến, nhưng sao tôi cũng nghe ứa nước mắt. Không biết thằng nhỏ đó bây giờ cũng đã trên 40 tuổi, ở đâu, cha con nó có gặp lại nhau không? Nếu nó còn mạnh giỏi, tôi xin ơn trên xui khiến cho nó đọc được mấy dòng này. Tiểu tử. Kính thưa quý vị, trong bài viết cây bút tiểu tử có hình ảnh những người lớn tuổi, họ mong đợi gì ở tương lai mà quyết định ra đi. Họ không leo lên tàu được, phải nhờ giúp đỡ thanh niên tự động lòn lưng dưới người bà già cõng bà lên, sóc vài cái cho thân bằng rồi trèo tiếp. Trong bài viết đó,
có hình ảnh của thằng nhỏ được từ từ kéo lên, toàn ten dọc theo phong tập. Nó không la, không khóc, hai tay nắm chặt sợi dây, ráng nghiêng người qua bên để cúi đầu nhìn xuống. Người đàn ông nhìn theo, đưa tay ra dấu như muốn nói, đi, 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 đi. Rồi mặt ông bật, nhăn nhúm lại. Ông úp mặt vào hai tay khóc nấc. Tại sao người Việt lại có mặt khắp nơi trên thế giới tự do? Họ từ đâu tới? Từ năm 1975 cho đến năm 1995, đã có khoảng gần 3 triệu người đã bỏ nước ra đi. Vì sao họ phải lưu vong? Lúc đó chúng tôi không có lựa chọn. Không có giấy chứng bệnh là không có cứu xác. Tại vì nó chứng lý lịch là gia đình có nợ máu với nhân dân. Chắc đó đùa đòi văn hóa Mỹ Nguyễn không hay. Giúp em cầu tin cán bộ bạn. Vậy con thì nói con tối không còn gì ăn hết, con mà bị bắt nữa thì con không biết phải làm sao. Cán bộ thay cho con đi bạn. Đó vàng rồi muốn. Dù mẹ mày đứng đâu hả mày? Bởi người ta của mẹ thiên nhân. Thì nó có cái cách nó đối xử mình nhiều đó. Nó làm nó hành hạ cho mình làm sao mình chết. Có nhiều người thì cũng tự sát. Những ai mà đến nhận xác về mà khóc thì họ giữ cái xác lại và họ chôn chỗ nào họ thích vô. Họ đã phải trả giá như thế nào? Tất cả những cái tàu của nó là cỡ cũng phải là mười mấy chiếc nó bu lại. Nó bu lại giống như mình là một miếng mồi. Mà trên người không mảnh vải che thân, cổ thì có chung từng người lại với nhau. Tụi tôi hầu như là giống như là còn da với xương. Mà chiếc tàu nó đi mà là cái cuối cùng nó ăn thịt người, nó ăn nhau, nó ăn thịt nhau. Khi nó chặt dây tàu của chúng tôi ra thì chiếc tàu Thái Lan là bỏ chạy. Thì nó chạy tới đâu nó quăng những người xuống biển. Tổng kết lại là tàu chúng tôi còn sống được 30 người và chết 38 người. Họ là ai? Đọc cái dòng chữ vô tổ quốc, tôi rất là buồn. Tại mình có đất nước, mình có tổ quốc mà. Nhưng mà tại sao tôi phải ra đi? Đó tôi nghĩ là đã thời điểm tôi phải giải thích cho con của tôi biết về vấn đề lá cờ, về vấn đề tại sao chúng tôi có mặt ở tại Canada này. Xin lỗi bà con cho tôi rơi được những dòng nước mắt mà bất tân tôi mấy chục năm vừa qua. Tôi chứng kiến thầy Bình chết ngay trước mắt tôi. Cái cảm giác mà một người thân mất trên biển nó kinh khủng lắm. Long nghe được những cái vong hồn ở dưới biển đó quý vị, khóc than thật sự đông rùng mình. Ngồi đây mình như cánh chim bay về biển. Một già, một già có thể hôm nay sau gần nửa thế kỷ đi hương. Bà già đó có lẽ cũng đã yên nghỉ nơi xứ sở tạm dung, chỉ còn con cháu họ nhờ bà bảo lãnh mà hưởng một nền dân chủ tự do ở xứ người để có cơ hội thành đạt. Còn đứa bé buộc phải rời cha mình để lên tàu đi hương. Đến nay không biết ký ức có còn hằn nhớ hình ảnh lên tàu ngày nào để không phụ sĩ sinh của cha mình, mà đành trở về làm Việt Kiều yêu nước theo sự chiêu dụ của tà quyền Cộng sản Việt Nam. Nói điều này bởi vì chúng tôi cảm thấy bất nhẫn khi trên VTV Online của Cộng sản Việt Nam hồ hởi từ Cộng sản đưa tin bà con Việt Kiều về nước ăn Tết, sân bay Tân Sơn Nhất chật kín người. Cả hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất cho biết là dịp Tết Nguyên Đán Giáp Thìn dự kiến phục vụ 800-900 chuyến bay mỗi ngày. Cao điểm nhất có khoảng 150.000 khách đi và đến trên gà, tăng khoảng 10% so với năm 2003. Thưa quý vị, trong số khoảng 150.000 người đến và đi trên ngày đó, không biết là có tỷ lệ bao nhiêu phần trăm là những người
có thân nhân nằm lại trên biển Đông, trên đường vượt biển năm nào, hay từng bị hải tặc Thái cướp bóc, hãm hiếp, truy sát. Không biết là họ còn nhớ hay họ đã quên. Nói như điều này, dư luận viên lực lượng AK-47 sẽ lên án chúng tôi và kêu gọi là hãy quên quá khứ để hướng tới tương lai. Đừng chống phá đất nước. Chúng tôi khẳng định, chúng tôi không chống phá đất nước. Chúng tôi chỉ không cam tâm im lặng khi Việt Nam quê hương tôi đang bị trị bởi chủ nghĩa vô thần, độc tài, độc đảng, không có dân chủ, nhân quyền. Một thể chế hèn với giặc ác với dân, mà chính những đảng viên cộng sản cũng nhận ra điều này và bằng mọi cách tìm cho mình và gia quyến có thẻ xanh ở các xứ sở tự do phương Tây. Chẳng những thế, để minh chứng, chúng ta có thể thấy trường hợp của nhà báo Nguyễn Tường Thụy, sinh năm 1950, gia nhập quân đội nhân dân Việt Nam năm 1970 và phục vụ trong đó 22 năm trước khi giải ngũ với cấp hàm đại úy. Dù là một đảng viên cộng sản, dù là một sĩ quan quân đội Việt Cộng, ông đã từng nêu lý do là cần chấm dứt việc chỉ trích nhắm vào đồng bào phải bỏ nước ra đi. Ông cho rằng Việt Nam Cộng Hòa là bên thua cuộc, nhưng họ không có lỗi và càng không có tội, và có ý kiến cho rằng nên gọi là bên bỏ cuộc chứ không phải là bên thua cuộc. Vì điều quan trọng nhất là Việt Nam Cộng Hòa không gây nên cuộc chiến này. Thế nhưng, dù ông chỉ dùng ngòi bút của mình để lên tiếng cho công lý, công bằng xã hội, nhưng ông lại bị chính quyền kết án tù vào ngày 5 tháng 1, 2021 với bản án 11 năm tù. Ông đã từng viết bài thơ Sài Gòn thương mến. Chúng ta đọc bài thơ của ông Chiến để thấy được rằng dù sinh ra lớn lên ở miền Bắc, ông đã nhìn Sài Gòn như thế nào. Sài Gòn thương mến có nội dung như sau: Sài Gòn xưa Hòn Ngọc Viễn Đông, bây giờ Viễn Đông thành phố nào là Hòn Ngọc. Tôi nghĩ thế, thấy thương yêu da diết một Sài Gòn rực rỡ nét hào hoa. Tôi đến Sài Gòn vừa dứt can qua, thấy ngơ ngác trước đô thành lộng lẫy. Tôi thương Sài Gòn bằng những gì tôi thấy, cố đô một thời tráng lệ kiêu sa, những người dân khoáng đạt hiền hòa, phố thị khác những gì qua tâm tưởng. Tôi ở Bắc lớn lên trong thiếu thốn, vẫn ngỡ ngàng đi tới cửa thiên đường, chân dép cao su rê khắp nẻo phố phường. Tôi trăn trở với bao nhiêu câu hỏi, trong tim như có điều gì nhức nhối. Đất nước này đâu thực đâu hư. Tôi đến Sài Gòn một ngày tháng tư, chiếc loa phường đang say men chiến thắng. Tôi về Bắc mang theo bao quà tặng, con búp bê, khung xe đạp, chiếc đạp. Thủ trưởng bảo tôi ta thiếu cứ xài, nhưng nhớ đó là phồn vinh giả tạo. Tôi gặp trẻ con, chúng khoanh tay thưa dạ, lời dạ thưa này cũng giả tạo ư. 20 năm đất nước cắt chia bằng phần bời cuộc phân tranh Trịnh Nguyễn, mà máu đổ biết lấy gì đong đếm, có chiến thắng nào đắt giá thế này không. Hàng triệu thanh niên hy sinh tuổi thanh xuân, vết thương chiến tranh đến bao giờ hàn miệng. Tôi hỏi đến anh, tôi hỏi đến người anh bên kia chiến tuyến, được tin anh tử trận trước Sài Gòn. Và Sài Gòn với làn sóng thuyền dân, bao nhiêu người đi không tới nơi định đến. Họ hàng tôi bỏ dần sang Mỹ, thương người ở nhà, đôi lúc có quà thăm. Sài Gòn bây giờ thành phố đã đổi tên, tôi vẫn muốn gọi bằng cái tên thương mến cũ, và ao ước Sài Gòn quá lệ sẽ đến lúc lại là Hòn Ngọc Viễn Đông. Chân kính thưa quý vị, mong sao Sài Gòn lại sẽ đến lúc là Hòn Ngọc Viễn Đông, để đất nước Việt Nam phải thật sự không còn một thể chế độc tài, độc đảng. Đất nước Việt Nam phải có dân chủ, nhân quyền, và đất nước Việt Nam phải vươn mình với những cái thời đại mà
các nước trên thế giới đã phát triển như Đại Hàn, như Nhật, chân chân, thưa quý vị. Giáo dục Việt Nam tốt nhất thế giới. Chỉ cần quan sát bạn sẽ thấy vô lý, bởi vì ai lại muốn bỏ nơi tốt để đến một nơi tệ hơn. Chỉ cần suy nghĩ bạn sẽ thấy nực cười khi nghe Giáo dục Việt Nam tốt nhất thế giới. Tạp chí The Economist của Anh có nhận xét như vậy. Họ không sai, chỉ là nói thiếu thôi. Cũng giống như nói kinh tế Việt Nam tăng trưởng cao nhất thế giới. Giáo dục Việt Nam luôn đào tạo ra những học sinh giỏi đi thi có thành tích. Cái mô hình là như sau: chúng ta chọn lựa những học sinh giỏi, đưa họ vào trường chuyên lớp chọn, mục đích là để chọi gà thi lấy thành tích. Đến kỳ thi thì thế nào cũng giành thành tích. Còn trong bảng PISA, giáo dục Việt Nam vượt mặt nước Mỹ để nằm trong top 20 trên thế giới. Nếu đúng như miêu tả thì Việt Nam đã trở thành một cường quốc rồi, chứ không phải là một trung tâm xuất khẩu lao động. Quốc gia nào thì cũng có người giỏi và người dở. Trong một triệu học sinh thì thế nào cũng tìm ra 100 em tiêu biểu. Nhưng đó chưa bao giờ là một cách để đánh giá một nền giáo dục, bởi vì những yếu tố như môi trường, tự do và cơ sở vật chất. Nếu giáo dục Việt Nam thật sự tốt thì tại sao lại có hàng tá trường quốc tế mọc lên? Nếu giáo dục Việt Nam thật sự tốt thì tại sao cha mẹ lại tốn tiền tỷ để cho con cái đi du học? Ngay cả những người nổi tiếng cũng đưa con mình đi du học.